trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Saigon TV cùng với nhà văn Trần Phong Vũ và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi muốn thảo luận là chúng ta thử nối kết những cái sự kiện xảy ra trong thời gian vừa qua, mà có rất nhiều sự kiện xảy ra, xem cái bức tranh toàn cảnh của cái mối liên hệ của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông với Việt Nam và những quốc gia đó như thế nào, và kể cả đối với Hoa Kỳ. Thì anh em chúng tôi vừa thảo luận nói rằng là tháng 7 này, thì chắc chắn là tháng 7, bởi vì ông đại sứ của Hoa Kỳ nói thì chắc không trật, là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ qua Hoa Kỳ. Và tin không chính thức cần phải kiểm chứng thêm là nói là 25 Tây và 26 Tây. Thì vừa rồi thì anh em chúng tôi có trình bày là cái vấn đề là qua để mà thảo luận những vấn đề tương đối là khó nuốt, tức là vấn đề mà cái cảng Cam Ranh, cũng là vấn đề mà TPP, Việt Nam vào TPP để mà có thể vào tháng 11 ông Obama có thể vào Việt Nam. Thì những sự kiện xảy ra thì tháng 7 ông Nguyễn Phú Trọng qua Hoa Kỳ, thì tháng 9 là ông Tập Cận Bình qua Hoa Kỳ để gặp ông Obama. Và tháng 11 thì ông Obama có thể vào Việt Nam nếu mà cái TPP không có trở ngại. Thì đó là những cái sự kiện của tương lai, chúng ta thấy những cái nối kết thời gian đó. Và trong cái quá khứ, trong tuần qua thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc đã tuyên bố là ngưng thổi cát ở dưới đáy biển lên để bồi đắp. Nhưng mà những cái đảo nào đã bồi đắp xong thì họ xây dựng hải cảng, phi trường, cũng như là những cái căn cứ, những cái tháp, những cái nhà trên đó. Mã Lai thì nói rằng không chấp nhận cái đường lưỡi bò chính thức, nó cho biết Mã Lai là một quốc gia mà họ làm ăn buôn bán rất là lớn với bên phía Trung Quốc, và họ không, lâu nay họ không muốn làm mất lòng Trung Quốc, và những vấn đề giữa họ với Trung Quốc thì họ rất là kín tiếng, đến độ mà chúng ta không biết là họ sẽ cư xử như thế nào. Và vừa rồi thì chúng ta thấy Trung Quốc đem tàu của họ đậu ở phía bắc của Borneo, cái đảo Borneo, là coi như là xâm phạm vào cái vùng mà đặc quyền kinh tế, thì họ đã lên tiếng họ phản đối. Ông Dương Khiết Trì và ông Phạm Bình Minh, đây là cái hội nghị có thể nói rằng của Ban Chỉ đạo Hợp tác Song Phương từ 17 tới 19 Tây lần thứ 8, nhưng mà mấy những lần trước thì anh thấy là cấp thấp, cấp thứ trưởng trở xuống. Bây giờ chúng ta thấy ông Dương Khiết Trì là cái cấp mà ông lớn hơn là ông Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc. Bây giờ ông là ủy viên Quốc vụ viện, ông cao hơn ông Vương Nghị là Bộ trưởng Ngoại giao. Với ông Phạm Bình Minh là ông giờ Bộ trưởng vừa là Phó Thủ tướng, thì cho thấy rằng ở dưới cái cấp như vậy thì cái nội dung nó cũng là một những cái nội dung lớn. Chúng ta cũng chưa biết những cái nội dung lớn là gì. Nhưng mà trước mắt là ngư dân bị đụng tàu 3 lần trong liên tục trong một tuần. Thì vấn đề này nhiều người, những cơ quan truyền thông, những nghiên cứu nói rằng ông Phạm Bình Minh có thể ông đưa vấn đề này lên. Nhưng mà thưa anh, cá nhân tôi thì có thể nói là không lạc quan. Không lạc quan trong cái vấn đề mà Trung Quốc mà ngưng, không có đàn áp ngư dân. Bởi vì đối với Trung Quốc họ nói là Hoàng Sa xong rồi. Hoàng Sa là của họ hoàn toàn, không có vấn đề tranh chấp. Và Hoàng Sa là nó có tư cách đảo. Tư cách đảo là nó có 12 hải lý gọi là chủ quyền và 200 hải lý là đặc quyền. Thì với họ INFOR, họ áp dụng cái 200 hải lý đặc quyền thì dân ngư dân mình vào những cái ngư trường truyền thống là bị rồi. Thì đã, theo cái nhìn của tôi á, thì hình như là ngư dân mình không có tương lai nữa ở cái vùng mà gọi là cái vùng gọi là 200 hải lý đặc quyền đó. Không biết anh nhìn cái vấn đề như thế nào?
Vâng, trước khi nói tới cái trường hợp mà bây giờ nó có thể nói là cái cốt lõi chúng ta cần phải nói để nối vào để xem cái hoàn cảnh của Việt Nam ra sao, đặc biệt là những ngư dân chuyên sống vào cái nghề biển của cái dân Quảng Ngãi dọc theo bờ biển Việt Nam đó, và trước cái sự kiện hành vi của Trung Quốc đó, thì tôi muốn trở lại một chút về cuộc thăm viếng Hoa Kỳ vào tháng 7 sắp tới đây của ông Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta đừng quên rằng là cái thời điểm ban đầu đưa ra ấy là vào đầu tháng 6. Yeah. Rồi cứ lần nữa mãi mãi. Thế thì cái sự kỳ trì hoãn đó chúng ta cần phải nhìn để xem nó mang cái ý nghĩa gì. Tức là có vấn đề. Cái trước hết ấy, là tôi nghĩ rằng về phía Việt Nam có vấn đề cần phải dùi dáng kéo dài. Và phải nói thiệt ra thì trong đó nó có những cái trao đổi giữa những cái cấp cao mà có thể nói rằng đập bàn mắng chửi lẫn nhau và có thể là nặng lời với nhau. Và bên phía Hoa Kỳ họ có lý do. Tôi vẫn nghĩ rằng là Hoa Kỳ cũng không muốn gặp gỡ ông Nguyễn Phú Trọng sớm, quá sớm. Họ cũng có những cái vấn đề để bàn thảo với nhau về cái nghi thức đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng. Dù sao cái chuyện này cũng nhỏ, nhưng mà còn cái vấn đề khác là họ sẽ làm thế nào để tranh thủ được những gì họ cần phải tranh thủ khi gặp gỡ ông Nguyễn Phú Trọng. Thành ra họ cũng muốn dùi rắn để mà mãi đến cuối tháng 7 mới gặp gỡ. Đấy là cái điểm chúng ta cần phải nhớ. Trở lại cái chuyện mà trong một tuần qua thì đã có 3 lần tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc. Mà đây nhớ nhé, có lần đã được nói rõ là tàu cảnh sát của Trung Quốc. Yeah. Chứ không phải là tàu cá, không phải là tranh giành giữa những người đánh cá với nhau. Nhưng mà từ cái chuyện đánh cá đó chúng ta cũng cần phải để ý tới cái tham vọng của Trung Quốc từ lâu nay trong cái việc mà đánh bắt cá. Cái tham vọng đó nó để thỏa mãn cái tình trạng gọi là cái nhu cầu thực phẩm của Trung Quốc. Thứ nhất, bởi vì người ta nói rằng cái số lượng cá mà Trung Quốc tiêu thụ hàng năm nó rất là cao. Thứ hai nữa là còn phải để mà tăng cường cho cái số cá xuất cảng. Mà họ nói rằng là quá nửa cái số cá mà đánh bắt được ở trên thế giới là do Bắc Kinh. Mà gần đây chúng ta cũng đừng quên cái tin là Bắc Kinh trong thời gian qua đã điều tới 2.000 cái tàu đánh cá đi xa lắm, đi sang tới tận Phi Châu, đi sang tới tận Nam Mỹ. Thưa anh, cái vấn đề tàu cá đó, thì có một cái tin mới ra, thì Trung Quốc ra lệnh cho những hãng đóng tàu đó, đóng tàu cá theo tiêu chuẩn của tàu quân sự, đã để ra có bất cứ lúc nào là đổi nó thành tàu quân sự thì... Anh nghĩ là họ dùng gọi là ngoại giao tàu đánh cá không? Nói chung ra thì tất cả những cái mưu toan đó đều nó nằm ở trong ngoài cái vấn đề kinh tế, ngoài những cái vấn đề mà thu lợi nhuận, họ còn đều tạo những cái điều kiện để mà cấy vào những cái vùng mà họ có mặt đó những cái hạt nhân, để từ đó nó trở thành một cái địa điểm chiến lược. Tôi muốn nói tới cả cái chuyện quá khứ không có xa thì người Trung Quốc đã đổ ra hàng tiền tỷ để mà tính cái chuyện chinh phục cảm tình của các quốc gia châu Phi và Nam Mỹ, nhưng mà họ đã thất bại rồi. Đấy là cái chuyện họ thất bại rồi. Không phải là cái chuyện họ muốn cứu giúp ai cả, mà chính là họ chỉ có nhằm một mục tiêu duy nhất là để cấy vào trong đó những cái địa điểm mà khi cần đến có thể biến thành những cái nơi để họ thu lợi. Trở về với cái trường hợp Việt Nam ấy, thì chúng ta quả thật như mấy năm vừa qua, nếu mà làm một cái chính quyền còn tôn trọng quyền dân, còn tôn trọng tới cái quyền lợi của đồng bào bà con chúng ta, nhất là những ngư dân sống về nghề biển đó, thì họ phải có thái độ khác. Trong thời gian vừa qua anh để ý coi, trong một tuần 3 lần động đụng như vậy đó, mà chỉ có những cái nhân vật ở địa phương thôi. Yeah. Trước hết là cái ông... Trước hết là tôi có cái ông gọi là Phạm Huy Hoàng, là chủ tịch hội nghị cá ở Quảng Ngãi. Cái ông thứ hai là Nguyễn Thanh Hồng, là chủ tịch nghiệp đoàn mà ở một xã thôi nhé. Ở một xã gọi là xã... ở một cái xã gọi là xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Để lên tiếng thôi. Yeah. Mà trong khi đó quá lắm chỉ một vài cái ông phát ngôn nhân vớ vẩn thôi, mà chưa có một cái công điện, một cái tiếng nói chính thức nào từ nhà nước cả. Thành họ vẫn sợ. Nhưng thành mà tôi sợ rằng người đánh cá của mình sẽ bị hy sinh mà thôi thôi. Dạ, thưa anh, thì theo anh nghĩ là với chính sách ngoại giao tàu đánh cá của họ đó, rõ ràng là cái bản tin đó là họ ra lệnh là những cái tàu đánh cá là phải đóng theo tiêu chuẩn tàu chiến.
tức là có thể nó là tàu chiến nhưng mà để đi đánh cá. Thì như vậy là một chính sách ngoại giao tàu đánh cá nó đừng tấn công như vậy thì cái defense, tức là cái sự phòng thủ của Việt Nam là theo anh nghĩ là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là đứng về mặt quân sự thì phải nói rằng là Việt Nam dù có mua tàu của chỗ này, mua máy bay của nơi kia rồi tất cả những cái trang bị đó, so với một cái nước lớn, dù là cái nước lớn đó đối với Hoa Kỳ vẫn là một cái nước mà chẳng có đáng gì về mặt quân sự, nhưng mà với Việt Nam thì nó lại khác. Thành ra cái quan trọng mà Việt Nam cần phải thoát, cần phải tạo một cái điều kiện để mà có thể giành thế thượng phong trong lúc này cũng như trong tương lai là phải giành được cái thế quần chúng. Muốn giành được thế quần chúng thì phải liên kết với các quốc gia khác, thưa anh. Dạ vâng, và cảm ơn anh Trần Phong Vũ. Và kính thưa quý vị, chương trình tới đây thì không còn thời giờ. Anh em chúng tôi xin hẹn với quý vị vào chương trình của tuần tới và xin kính chào quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.